Kính thưa quý vị và các bạn, từ cuối tháng 10 năm 2023 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã và đang bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh ta và có nguy cơ lan rộng. Để kịp thời thông tin diễn biến của dịch cũng như là khuyến cáo cho người dân, người tiêu dùng thịt lợn, hôm nay chúng tôi có mời ông Đào Văn An, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị đến trường quay của đài để trao đổi về vấn đề này. Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Và trước hết thì xin ông có thể cho biết thông tin cụ thể về tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh ta. Toàn tỉnh Quảng Trị, bệnh đã tái phát tại 79 hộ chăn nuôi của 23 thôn, 12 xã, thị trấn trên địa bàn của huyện Triệu Phong và thị xã Quảng Trị. Và số cái lợn phải bị chết, phải tiêu hủy là 336 con. Tuy nhiên hiện nay thì như vậy cái tình hình cái dịch bệnh thì ở huyện Triệu Phong đang diễn biến hết sức phức tạp. Toàn huyện thì đến nay thì đã có là như vậy là 11 xã thị trấn. Sau khi phát hiện dịch bệnh ấy, thì như vậy Chi cục Chăn nuôi Thú y cũng đã kịp thời báo cáo với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tham mưu cho Sở ban hành công văn số 2909 ngày 1 tháng 11 năm 2023. Đồng thời cũng tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái công văn năm 920 ngày 8 tháng 11 năm 2023 để chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch. Vâng ạ. Thưa quý vị, trong buổi sáng hôm nay thì phóng viên chúng tôi đã đến một số chợ để ghi nhận tình hình mua bán thịt lợn. Và sau đây sẽ là những ghi nhận ở chợ Đông Hà. Sáng nay 14 tháng 11, phóng viên đã có mặt tại chợ Đông Hà. Trải với không khí thường ngày tấp nập người mua, người bán, giờ đây chỉ tập trung ở những quầy hàng bán thịt bò, thịt gà và hải sản. Số lô quầy thịt lợn đã nghỉ bán đến 40%. Số còn lại luôn trong tình trạng ế ẩm, vắng khách. Mặc dù thịt lợn nhập từ lò mổ đều có nguồn gốc xuất xứ, có giấy kiểm dịch. Tuy nhiên, do tâm lý e dè, người dân vẫn không lựa chọn mua thịt lợn để chế biến. Trước đấy là ví dụ miếng thừa bán được 50 cân ví dụ nữa, chưa hiện chưa là bán được 10 cân cũng hết thôi. Là vì do tác động bên ngoài quá dữ đi, thế là không bán được, ảnh hưởng hết là phải 80% thôi. Khi mà nghe thông tin thất thiệt á, là dân là hoang mang. Đối với tôi là bỏ là phải các loại thịt là an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm qua 2-3 giai đoạn, từ trên lò về đến kiểm dịch nữa, về đến người tiêu dùng họ cũng kiểm lại nữa, cho nên ba con về cả phụ huynh là yên tâm, không có gì là phải hoang mang hết. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Đông Hà chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Dù vậy, công tác kiểm tra, kiểm soát tại các lò mổ đã được thắt chặt. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị đã tăng cường cán bộ thú y về hỗ trợ cho các trạm để tăng cường công tác giám sát, đồng thời quản lý chặt nguồn lợn nhập vào các lò cũng như quy trình khử trùng giết mổ an toàn. Khi gia súc nhập về thì phải được kiểm tra lâm sàng, kiểm soát đủ điều kiện vệ sinh thú y cũng như khỏe mạnh mới cho nhập, và thực hiện cái việc là tiêu độc khử trùng đối với phương tiện vận chuyển cũng như là tiêu độc hàng ngày đối với cái cơ sở giết mổ. Và sau đó là 11 rưỡi đêm thì cán bộ sẽ đến và tiếp tục kiểm tra lại một lần nữa trước khi giết mổ. Vâng, thưa ông Đào Văn An, tôi nghĩ rằng thì đây chỉ là một phản ứng rất là bình thường trước cái thực trạng này đối với người dân. Vậy thì với người làm công tác chuyên môn thì ông có khuyến cáo gì đến với người chăn nuôi, người tiêu dùng và cũng như là những người buôn bán thịt lợn trên địa bàn tỉnh ta? Thì đối với người chăn nuôi thì chúng tôi đưa ra 4 cái khuyến cáo. Cái thứ nhất là phải tuân thủ nghiêm túc cái quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Hai là kiểm soát chặt chẽ con người, động vật và các loại côn trùng ra vào cái chuồng trại. Những gia đình nào có điều kiện thì có thể là sử dụng cái lưới chắn côn trùng để bao vây toàn bộ cái trang trại chăn nuôi của mình. Tạm thời thì phải dừng tái đàn và tăng đàn để giảm cái thiểu thiệt hại khi mà dịch bệnh xảy ra. Thứ hai là phải thực hiện tốt cái công tác là vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại hàng ngày bằng các loại hóa chất hoặc là vôi bột. Chuồng đường đi và lối đi vào các cái chuồng trại thì phải rải vôi bột.
Thứ ba là phải tăng cường cái chăm sóc nuôi dưỡng, nâng cao sức khỏe cho đàn lợn. Cái thứ tư là người dân phải thực hiện tốt cái 5-0, tức là không giấu dịch, không buôn bán lợn bệnh, lợn chết, rồi là không giết mổ lợn bệnh, lợn chết, mà không vứt xác lợn chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua cái nấu chín để cho lợn ăn. Còn đối với người buôn bán thì chúng tôi khuyến cáo thì hãy là người là buôn bán có trách nhiệm. Tức là người buôn bán này phải mua lợn khỏe mạnh, rồi là có nguồn gốc rõ ràng. Lợn từ ngoại tỉnh thì phải có giấy chứng nhận kiểm dịch. Còn đối với người tiêu dùng thì chúng tôi cũng khuyến cáo hãy là người tiêu dùng thông minh. Bởi vì Tổ chức Thú y Thế giới đã khẳng định bệnh dịch tả lợn châu Phi chỉ là lây truyền qua con lợn, chứ không lây truyền cho con người. Do vậy, người tiêu dùng thì chỉ mua thịt lợn ấy, và các sản phẩm từ thịt lợn tại các quầy hàng mà đảm bảo uy tín. Thịt lợn thì phải được là cán bộ hoặc là cơ quan thú y là kiểm soát. Và không mua thịt trôi nổi, không mua thịt là không được cơ quan thú y kiểm soát, tức là thịt không có dấu kiểm soát giết mổ. Tôi nghĩ những khuyến cáo vừa rồi của ông Đào Văn An cũng như là những hình ảnh minh họa cũng sẽ là những thông tin rất là bổ ích cho người dân. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cùng chương trình hôm nay.